Valentine đen. Bên cạnh ngày Valentine đỏ và Valentine trắng cho các cặp yêu nhau, ngày 14 tháng 4 Valentine đen là ngày dành riêng cho những người vẫn còn độc thân. 14 tháng 2 là Valentine đỏ, 14 tháng 3 là Valentine trắng. Cả hai ngày này đều dành cho những đôi lứa yêu nhau. Có lẽ để cho công bằng, ngày 14 tháng 4 Valentine đen là dành cho những người còn độc thân. Một vài năm trở lại đây, ngày của người độc thân Valentine đen được hưởng ứng rất mạnh mẽ ở châu Á, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Nguồn gốc từ Valentine đen hay còn gọi là Black Valentine, có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Vào ngày Valentine Black ở Hàn Quốc, những người độc thân tụ họp với nhau ăn món mì đen, mặc bộ đồ đẹp, đi mua sắm Valentine đen cho những ai còn độc thân cô đơn, biết quý trọng bản thân, luôn hy vọng và không rơi vào siêu cô đơn, và mau chóng tìm được ý chung nhân. Ngày lễ tình yêu dù ở màu sắc nào, đen hay trắng đỏ thì cũng rất ngọt ngào với mọi người.